Xin chào bạn, tôi là Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24.com. Thưa với bạn, video trước chúng tôi có giới thiệu với bạn cũng như mọi người một cái sản phẩm mà hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm tới. Một sản phẩm mà giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn ạ. Đó chính là nước đông trùng hạ thảo trong hộp gỗ của Hàn Quốc, 60 gói. Và chúng tôi cũng có nhận được những câu hỏi liên quan đến nước đông trùng hạ thảo của mọi người, như là tác dụng của nước đông trùng hạ thảo là gì, cũng như là cái giá trị sử dụng giúp hỗ trợ điều trị bệnh của nước đông trùng hạ thảo là gì, hỗ trợ chữa được những bệnh gì. Và để trả lời cho những cái câu hỏi này thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số cái thông tin như thế này ạ. Trước tiên, đông trùng hạ thảo các bạn cũng biết đó là một loại thảo dược tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, rất là an toàn đối với người sử dụng, và nó không hề có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào đối với người sử dụng cả. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng. Vì sao ạ? Vì đông trùng hạ thảo trong đông y có chứng minh đó là một cái liều thuốc giúp cho chúng ta được cân bằng cái sức khỏe, cân bằng âm dương trong cơ thể. Vì nó vừa mang tính ấm vừa mang tính hàn, cho nên là giúp cho cơ thể của chúng ta được cân bằng ạ. Vâng, đó là cái công dụng thứ hai mà các bạn có thể nhìn thấy. Và Hàn Quốc đã giúp cho chúng ta có một cái sản phẩm dễ sử dụng khi họ sản xuất ra một dạng nước đông trùng hạ thảo. Vâng, đấy là cái công dụng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay ạ. Vâng. Các bạn có thể dễ dàng mang đi công tác theo người, hay mang đi du lịch, hay là mang đi đến chỗ làm, đúng không ạ? Để các bạn có thể bồi bổ cơ thể ngay khi mà các bạn cảm thấy mệt mỏi. Đó là ưu điểm mà có thể nhìn thấy ngay. Thế còn đối với những cái việc mà điều trị bệnh ý, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ngấm từ từ, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là chúng ta có thể nhìn thấy những cái tác dụng trước tiên đã. Thế bây giờ tôi xin trình bày với các bạn về những cái tác dụng mà chúng ta sẽ nhìn thấy sau khi mà chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Đó là những cái tác dụng mà hỗ trợ điều trị bệnh. Vâng, vậy thì xin trình bày với các bạn về cái tác dụng đầu tiên, đó là hỗ trợ điều trị những cái bệnh về ung thư. Tại sao lại như vậy ạ? Vâng, vì là những nhà khoa học của Nhật Bản cũng như là Trung Quốc đã có những thí nghiệm lâm sàng chứng minh rằng những cái người bị bệnh ung thư ấy, khi mà sử dụng từ 6 gram đông trùng hạ thảo trong vòng 2 tháng, họ có xét nghiệm và thấy rằng cái khối u của họ được giảm đi rõ rệt. So với những người mà dùng xạ trị, hóa trị thì có giảm đi nhưng mà cái lượng giảm nhỏ ít hơn và chậm hơn. Đó, cho nên là cái tác dụng đầu tiên vô cùng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo đó chính là giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Vâng. Cái thứ hai là hỗ trợ điều trị về những bệnh về thận. Các bạn bị suy thận này, bị viêm cầu thận này, những cái bệnh về tổn thương tuyến thượng thận, các bạn sử dụng nước đông trùng hạ thảo rất là tốt. Vâng, nó giúp các bạn giảm hẳn những cái triệu chứng bệnh đi, đúng không ạ? Và tăng cường cái sức đề kháng cho chúng ta, cho cơ thể của chúng ta, nên là có thể đẩy lùi căn bệnh đó, đúng không ạ? Cái thứ ba là tác dụng đến cái hệ miễn dịch của chúng ta. Vâng, nó kích thích cái hệ miễn dịch hoạt động tốt, cũng là tăng cường hệ miễn dịch. Và nó rất tốt cho những cái người mà phải dùng cấy ghép tạng. Thưa các bạn, cái này rất là quan trọng. Vâng, bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là nó bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi những cái mầm bệnh, ngăn chặn những cái mầm bệnh xấu ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể, và kiểm soát được cái tạng mới. Những cái người mà ghép tạng ấy, thì khi mà mới thì cái tạng mới của chúng ta rất là yếu, đúng không? Chúng ta duy trì cái cơ thể của chúng ta khi mà sử dụng đông trùng hạ thảo ấy, thì giúp cơ thể của chúng ta nó được khỏe dần lên. Vâng, và giúp cho cái tạng nó cũng tạng mới nó được mạnh mẽ lên, đúng không ạ? Nó phát huy được cái tác dụng của nó. Đấy, thì đấy chính là cái giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đấy. Cái thứ tư đó là giúp kiểm soát cái đường huyết. Thì cho thấy rằng 90% những cái người mà sử dụng bị đường huyết mà bị sử dụng đông trùng hạ thảo thì nó có chuyển biến
so với những cái người 54% những người mà bị đường huyết mà không sử dụng đông trùng hạ thảo thì nhìn thấy là cái lượng đường huyết nó chuyển biến rõ rệt đối với những người có sử dụng, đúng không ạ? Có những cái so sánh rõ ràng. Cũng đây là những so sánh do những nhà khoa học của Hàn Quốc đưa ra nha các bạn nhé. Vâng, cái thứ năm đó là hỗ trợ điều trị những bệnh liên quan về phổi. Thì đông trùng hạ thảo là một cái thứ thuốc rất là diệu kỳ giúp cho phổi của các bạn khỏe mạnh hơn ạ. Vâng. Tại sao tôi lại nói vậy ạ? Vâng, thưa các bạn, là bởi vì làm sao? Nó giúp hỗ trợ cái đường hô hấp của chúng ta khỏe lên. Giúp mà tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta, cho nên là làm sao ạ? Kể cả đối với những người bị hen suyễn hay những cái người mà bị tắc nghẽn phổi mãn tính, thì các bạn dùng các bạn sẽ thấy là chúng ta cái phổi của chúng ta được khỏe lên, cho nên là sẽ giảm cái hiện tượng tắc nghẽn này đi ạ. Vâng, hay là những cái trận co thắt khí quản thì nó giảm hẳn. Đấy, thế đấy là cái tác dụng thứ năm của đông trùng hạ thảo trong cái việc hỗ trợ những cái bệnh về hỗ trợ chữa trị những bệnh về phổi. Vâng. Nó còn giúp hỗ trợ chữa trị những bệnh về gan và những bệnh về tim. Đấy, thì đấy là những cái hỗ trợ rất là tích cực đối với cơ quan bộ máy cơ quan cơ thể của chúng ta. Vâng. Thế thưa bạn là tại sao? Tại vì là gì ạ? Đông trùng hạ thảo giúp cơ quan giúp cho tim của chúng ta là phục hồi, nó khỏe mạnh hơn và nó giữ được cái nhịp tim tốt. Nó giảm cái hiện tượng là rối loạn nhịp tim. Vâng, đấy là cái tác dụng của đông trùng hạ thảo đối với việc hỗ trợ điều trị những bệnh về tim. Vâng, một cái điều này mà hiện nay là rất nhiều các anh quan tâm. Thực ra thì cả các chị cũng rất quan tâm, nhưng mà các chị thì có thể là chúng ta không dám bộc lộ, nhưng mà các chị rất hay để ý và các chị hỏi chúng tôi, inbox hỏi chúng tôi. Vâng, thì cái nước đông trùng hạ thảo này nó còn có một cái tác dụng là giúp hỗ trợ điều trị chữa những cái bệnh mà rối loạn về khả năng tình dục. Vâng, vì sao ạ? Bây giờ thì cơ thể của chúng ta nhiều khi là mệt mỏi này, hay là công việc stress này, nhiều cái áp lực công việc, có áp lực cuộc sống giúp chúng ta là giảm ham muốn. Rồi các anh có thể là cái sự là cương dương nó kém, thì khi mà các bạn dùng cái đông trùng hạ thảo nước này thì nó hỗ trợ rất nhiều cho cái việc mà chúng ta nâng nâng cao cái thể trạng của cơ thể của chúng ta, cũng như là nâng cao cái khả năng sinh lý của chúng ta. Vâng, nó hỗ trợ điều trị cho những cái bệnh mà rối loạn cũng như là giảm khả năng sinh lý, chức năng tình dục, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái mà hiện nay là các anh các chị quan tâm rất là nhiều. Vâng, cái thứ điều thứ 9 nữa đó là đông trùng hạ thảo có thể giúp chúng ta điều chỉnh cái lượng cholesterol trong máu. Các bạn biết rằng là cholesterol trong máu, nếu như các bạn đi xét nghiệm ấy, thì các bạn thấy có thể là cao một chút, nó không ảnh hưởng gì mấy. Các bạn nhìn thấy ôi nó cũng là mỡ máu cao đấy, nhưng mà nó không hẳn là bệnh. Nhưng về lâu về dài thì các bạn biết là mỡ máu cao sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh. Đấy, ví dụ như là huyết áp cao này, ví dụ như là nhồi máu cơ tim này, làm cho tắc nghẽn mạch động mạch, đúng không ạ? Nó sẽ dẫn ra rất nhiều những cái bệnh khác nhau mà từ nguyên nhân từ mỡ máu gây ra, đúng không ạ? Nếu mà các bạn chỉ một lượng ít thì một lượng nhỏ thì nó sẽ không đáng kể, thì nó sẽ thấy là nó khác. Nhưng nếu mà các bạn để bệnh nó phát triển lâu dài, đúng không ạ? Hay là mỡ máu có thể đơn giản các bạn cũng có thể dễ bị gút nữa này, đúng không ạ? Đấy, thì khi mà các bạn sử dụng đông trùng hạ thảo, các bạn sẽ thấy là cái hiện tượng mỡ máu nó giảm đi rất là rõ rệt, vì nó hỗ trợ là làm cân bằng cái lượng mỡ máu đấy, đúng không ạ? Vâng. Một cái điều nữa mà cái tác dụng nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là tác dụng chống mệt mỏi, giảm stress của đông trùng hạ thảo. Vâng, khi các bạn sử dụng đông trùng hạ thảo nhé, các bạn sẽ làm cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Tinh thần sảng khoái,
nó làm cho cái thể trạng của chúng ta lúc nào cũng được phấn chấn đúng không ạ? Thì tinh thần của bạn sẽ rất là khỏe đúng không? Và làm việc sẽ hiệu quả hơn rất nhiều đúng không ạ? Khi mà các bạn không stress, không căng thẳng mệt mỏi, các bạn cảm thấy là làm việc công việc nó hiệu quả hơn nhiều đúng không ạ? Vâng, đó chính là những cái tác dụng của đông trùng hạ thảo khi chúng ta sử dụng. Và hiện nay có một cái điều đặc biệt mà tôi xin giới thiệu với bạn nữa, đó là một cái tác dụng mà cực kỳ ưu việt. Trong đông trùng hạ thảo có một cái chất mà người ta sử dụng ở Mỹ, người ta đang sử dụng để bào chế ra thuốc chống HIV và AIDS. Đó, cái này mới là cái mà chúng tôi đang quan tâm rất là nhiều. Bởi vì sao? Nó giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta đúng không ạ? HIV/AIDS chúng ta có thể hiểu đấy là một cái căn bệnh là chúng ta bị suy giảm hệ miễn dịch. Vậy thì bây giờ khi chúng ta làm cơ thể chúng ta tốt lên, hệ miễn dịch của chúng ta được tăng cường thì đúng không ạ? Thì tại sao nó lại không đẩy lùi được căn bệnh đó đúng không ạ? Chính vì vậy mà hiện nay Mỹ đang sử dụng cái chất trong đông trùng hạ thảo này để bào chế ra những thuốc làm sử dụng thuốc để chữa HIV và AIDS. Vâng. Và trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn một số cái tác dụng của đông trùng hạ thảo cũng như là cái tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh của đông trùng hạ thảo đúng không ạ? Vâng, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với bạn và mọi người về cái tác dụng của nước đông trùng hạ thảo trong cái việc hỗ trợ điều trị những bệnh gì đúng không ạ? Vâng, và thưa với bạn rằng là một cái sản phẩm giúp chúng ta cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn như thế này. Đó là nước đông trùng hạ thảo gồm có 60 gói nhỏ bên trong như thế này ạ. Dễ sử dụng, dễ mang đi. Và hiện nay Korea Shop mà 24h.com chúng tôi đang phân phối tới tay người tiêu dùng với cái giá là 1 triệu 600 ngàn. Thì các bạn có thể thấy là cái giá trị sử dụng rất là lớn mà tiền mình bỏ ra thì rất là hợp lý. Thậm chí còn tôi có thể dám khẳng định rằng là so với cái giá trị sử dụng thì đây là mức tiền quá nhỏ, đúng không ạ? Nó quá rẻ để mình có thể mua cái sức khỏe cho mình đúng không ạ? Vậy thì hãy sử dụng ngay để cho mình được có một cái cơ thể khỏe mạnh đúng không ạ? Đừng chờ lúc mà mình bệnh rồi lúc bây giờ uống đúng không ạ? Và nó còn là một cái món quà rất là đẹp và ý nghĩa đối với người thân của mình, đối với bố mẹ mình và đối với bạn bè của mình đúng không ạ? Những cái người mà mình yêu quý. Vậy thì thưa các bạn là làm thế nào để sở hữu một cái sản phẩm như thế này mà các bạn có thể yên tâm là một sản phẩm chính hãng? Thì với cái kinh nghiệm bán hàng lâu năm, tôi khuyên các bạn hãy tìm đến những cái địa chỉ bán hàng, những trang web bán hàng, những cửa hàng bán hàng mà có chất lượng, uy tín, đáng tin cậy nhất. Đó là gì ạ? Họ có địa chỉ rõ ràng, cụ thể. Họ dám cam kết về sản phẩm đối với người tiêu dùng, đúng không ạ? Và giống như là Korea Shop 24h.com chúng tôi đây, chúng tôi cam kết với người tiêu dùng, đồng hành với người sử dụng trong suốt quá trình các bạn sử dụng sản phẩm. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn đều có thể gọi điện đến cho chúng tôi đều có thể sẵn sàng tư vấn cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi trả tiền và chúng tôi cam kết hoàn lại toàn bộ tiền sản phẩm cho các bạn nếu các bạn chứng minh được chúng tôi cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng, đúng không ạ? Và chúng tôi còn có chương trình hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày để các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Chúng tôi cũng có những cái chương trình hậu mãi, chương trình quà tặng đi kèm đối với một số những sản phẩm mà các bạn lựa chọn của Korea Shop 24h.com. Vâng. Và để đặt hàng, mời các bạn gọi điện tới số hotline 0979 149256 để chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp và giao hàng. Cũng như là các bạn cũng có thể chat Zalo với chúng tôi qua số 0904 886428. Một cách nữa là các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website của chúng tôi. Ở phía dưới video có phần đường link đặt hàng. Các bạn có thể kích vào đó và đặt hàng trực tiếp bằng cách là các bạn để lại số điện thoại, địa chỉ cũng như là tên của các bạn để chúng tôi gọi tiện tới tư vấn cũng như là chúng tôi có thể giao hàng đến địa chỉ của các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.